Hello guys, các con yêu quý, chúng ta hãy mau chóng quay trở lại page để mình học livestream buổi học tối nay cùng với cô Phư đi ạ. Cô chào Nhật Minh, cô chào Thư Anh nhá. Các con yêu quý, trong buổi tối ngày hôm nay thì cô Phư cùng với các con là chúng ta sẽ chữa cái đề thi thử của trường chuyên Hà Tĩnh lần 2. Chắc chắn là đề thi chuyên thì sẽ có nhiều câu hóc búa hơn so với các đề bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại là những cái đề cực hay và sẽ giúp cho các con có thể là nâng cao được kiến thức và kỹ năng làm bài. Những cái câu khó một chút thì các con lại được nghe cô Phư chữa, giải thích là tại sao mình lựa chọn đáp án đó, vân vân. Thì từ đó là các con sẽ hiểu bài hơn, nâng cao được kiến thức hơn và cũng học được nhiều từ vựng hơn từ những cái đề này nữa. Các con hãy nhớ giúp cô rằng là cái mấu chốt của cái thành công trong việc luyện đề của chúng ta, trong việc luyện thi của chúng ta đó chỉ là bạn nào nhớ nhiều từ vựng hơn thôi. Đúng không ạ? Còn về ngữ pháp thì cô nghĩ rằng là sau khi các con học với cô Phư và các con chăm chỉ cày nhiều những cái video ngữ pháp của cô Phư thì các con rất là chắc ngữ pháp và những cái câu ngữ pháp khó có thể làm khó các con được. Rồi mình chỉ có quan tâm đến cái việc là ai có nhiều từ vựng hơn thôi, ai nhiều từ vựng hơn thì người đó thắng. Đúng không ạ? Còn ngữ pháp này, kỹ năng làm bài vân vân, tất cả mọi thứ các con đều có và có lẽ là chỉ cần là có cái mức đó, độ đó thôi là đã được 7 8 điểm rồi. Đúng không? Đấy, cho nên là các con cố gắng nhé. Hôm nay thì cô có một cái chia sẻ, một cái post ở trên group học tập của cô Phư, trên nhóm quyết tâm điểm cao cho kỳ thi Trung học Quốc gia. Là chúng ta, cô có chia sẻ với các con đó là các con nên luyện đề như thế nào cho đúng. Nha, cô thấy là có nhiều bạn mắc phải những cái sai lầm trong việc luyện đề của mình. Nha, thứ nhất ấy, đó là cái việc luyện đề các con cần phải nhớ giúp cô như sau này. Cái việc luyện đề thường là sẽ chia ra làm hai kiểu. Một kiểu thứ nhất đó là chúng ta luyện đề là để chúng ta đánh giá cái trình độ, đánh giá cái khả năng của bản thân. Đúng không ạ? Cái việc luyện đề như vậy thì cô nghĩ là các con không nên là kiểu là làm một ngày ba đề. Có những bạn giải đề một ngày ba đề, giải theo cái kiểu là làm thật nhanh. Đấy, xem là điểm được bao nhiêu, xong rồi lại sang đề khác, làm thật nhanh xem được bao nhiêu điểm. Và sau đấy là cứ cao cao được một tí thì vui vui mà lại sụt xuống một tí thì lại mất tinh thần. Thì những bạn như vậy là tự làm khó mình với lại một cái chiến thuật vô cùng là sai lầm. Được chưa ạ? Nếu như mà để đánh giá trình độ thì chỉ cần thi thử khoảng 1-2 tuần một lần thôi ạ. Lý do là tại vì sao? Bởi vì sau mỗi một cái lần đánh giá thi thử đó nhé, thì các con cần phải học tăng thêm kiến thức. Đấy, học bổ trợ những cái chỗ mà mình còn đang thiếu sót để cái lần thi thử sau là mình làm tốt hơn. Thì nó phải có cái thời gian để học chứ. Hôm nay thi thử, ngày mai lại thi thử. Thì nó sẽ chênh nhau được bao nhiêu, nó chả chênh nhau được bao nhiêu cả. Đúng không ạ? Mình phải cho cái khoảng thời gian luyện tập thêm một cái khoảng thời gian, rồi sau đó thì mình mới thi thử lại tiếp. Tiếp theo đó, cái đề thi thử nó phải sát với đề thi thật và các đề nó phải giống nhau. Đấy, mức độ khó giống nhau, đúng không ạ? Nếu như cái đề thi thử các con mà mức độ khó nó chênh vênh nhau thì rõ ràng là điểm nó sẽ lại không 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 đúng. Và điểm không đúng thì cuối cùng đến lúc là mình không thể hiểu được là rõ ràng là mình đang tiến bộ hay là mình không tiến bộ nữa. Đúng chưa? Vì thế cho nên là các con mới cần là phải vào tay cô, đúng không ạ? Bởi vì cô sẽ nói với các con biết là cái đề này thì nó khó hay là nó dễ, đúng không? Đấy, cái đề nào là đề sát để mà các con luyện. Đúng chưa? Một cái điểm sai lầm tiếp theo nữa các con trong cái việc luyện giải đề của các con đó là các con làm thì làm không nghiêm túc, không làm hết sức. Đấy, không tập trung khi làm đề. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm đề xong ấy thì chúng ta còn phải xem kỹ lại những cái câu mình bị sai và chúng ta cần phải học những cái từ vựng có trong cái đề đó, học thuộc, học đi học lại. Đấy chưa? Sau đó có thể là sau 1-2 tuần mình nên làm lại cái đề đó một lần nữa. Tức là làm lại những cái câu mình đã làm một lần và làm thêm một lần nữa thì mình mới nhớ được những cái câu như vậy. Nhá. Nhưng cô thấy rất ít con làm điều này. Thường là làm một cái đề xong là ném đề luôn, không làm lại, được chưa? Và cũng không chịu khó học những cái từ vựng, lại luôn luôn hỏi hỏi các bạn khác là bây giờ mình nên học từ vựng ở đâu. Trong khi đó, từ vựng ở trong mỗi đề chúng ta có ra khoảng tối thiểu là phải tầm 50 từ mới. Đúng không? Tối thiểu là 50 từ. Vậy thì đã học thuộc hết 50 từ đấy chưa? Những cái từ đấy hoàn toàn có thể lặp lại trong đề thi của chúng ta. Đó, thấy không? Cho nên là nhá, cái thời gian cuối này chẳng còn nhiều thời gian nữa. Học từ vựng thì học ở đâu ạ? Chính là học ở các đề thi, đúng không ạ? Cứ thế mà học ở trong đấy là xong nhá. Học sách giáo khoa không không đủ nhé, không đủ đâu, được chưa ạ? Đó, lưu ý giúp cô như vậy.
Ok chưa? Rồi, nếu như các con đã có cái suy nghĩ đúng đắn như vậy, hôm nay mình sẽ bắt đầu bước vào giải đề, đề thi trường chuyên Hà Tĩnh lần 2. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Ok, như vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị chữa cái tiết học ngày hôm nay của chúng ta các con nhé. Hôm nay là chúng ta có đề trường chuyên Hà Tĩnh. Ôi, cái đề này hay lắm. Đề này hôm nay rất hay luôn. Cực kỳ hay các con nhé. Mặc dù là bài đọc hiểu thì hơi cũ tí. Nhưng mà cũng có một bài đọc hiểu về liên quan đến Covid-19 này, liên quan đến lockdown này. Bài này rất là hay. Ok, chúng ta có đề Cần Thơ, đề chuyên quốc học Huế. Đúng không ạ? Đây là những đề cô sẽ chữa ngày mai, ngày kia cho các con. Đó. Ok, tối nay chúng ta sẽ chữa trước ở đây, đó là đề chuyên Hà Tĩnh lần 2. Để tiết kiệm thời gian, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Cái đề này á là một đề rất hay các con nhá. Mặc dù ở đây là đề chuyên nhưng mà không gọi là không khó lắm đâu ạ. Đâu ạ? Khó tương đối thôi nha. Với những cái bạn mà học chuyên Anh ấy thì làm những cái đề như này cảm giác là rất là có hứng thú. Bởi vì là nó cũng có những cái từ lạ lạ hay hay để mà chúng ta học. Đấy. Nào, hai câu đầu tiên của chúng ta là hai câu hỏi tìm từ gần nghĩa. Cô sẽ khoanh vào đây để chúng ta nhắc nhở bản thân chúng ta là đây là câu hỏi tìm từ gần nghĩa. Đấy chưa? Ở câu số 1, I should have the report ready for you by this afternoon. I just need to get to grips with this new software update first. Ok, thì ở đây chúng ta có một cái idiom. Được chưa? Đó là get to grips with. Thực ra nó không phải là idiom, nó là phrase. Nó là một cái phrase của cái từ grip này. Được chưa? Đấy, thì cái từ grip này bản thân nó mang nghĩa là gì? Cái từ grip này thì mang nghĩa là có thể là sự cầm nắm. Được chưa? Get to grips with. Đấy, có nghĩa là mình gọi là bắt đầu cầm nắm được cái gì. Được không? Cầm nắm cái gì? Gọi là hiểu được cái vấn đề gì. Chúng ta còn có một cái cấu trúc khác. Đó là have a good grip. Have a good grip of something. Có nghĩa là mình nắm vững được một cái vấn đề gì đấy, am hiểu một cái gì đấy, ví dụ như là am hiểu tình hình chẳng hạn. Have a good grip of the situation, am hiểu tình hình chẳng hạn. Được chưa? Đấy, những ai mà am hiểu tình hình về thi cử lúc này thì chắc chắn là đã về với đội của cô Phư rồi, được không? Ok, nào bây giờ thì cái get to grip ở đây, cái từ grip này của chúng ta là nắm vững. Thì bây giờ nữa là tôi sẽ là cho cái bản báo cáo này của chúng ta là sẽ được sẵn sàng cho bạn vào buổi chiều nay. Và tôi chỉ cần đây là để nắm vững cái cập nhật phần mềm mới trước đã. Thế là nắm vững nhá. Thì lúc này sẽ là bằng với là gì? Install là lắp đặt. Deal with có nghĩa là giải quyết với cái vấn đề gì, đối phó với cái gì. Get rid of có nghĩa là loại bỏ và attack là tấn công. Thì có lẽ là các con là sẽ chỉ lăn tăn giữa cái đáp án này và đáp án này thôi. Hai cái đáp án này là không liên quan rồi. Đúng không ạ? Thì cái câu này ấy là nếu như mình biết cái từ grip là nắm vững thì mình sẽ hiểu rằng là nó sẽ mang nghĩa là tôi phải giải quyết và xử lý cái vấn đề gì, nó sẽ tương đương với lại là deal with chứ hoàn toàn là không không mang nghĩa là install. Được chưa? Nó sẽ mang nghĩa là deal with. Đấy, giải quyết đối phó với cái gì, nắm vững được cái gì. Ok chưa ạ? Nhá, thì đấy là câu đầu tiên. Vậy các con đã học thêm được một cái từ mới nữa. Cô nhắc lại đó là khi các con coi livestream cùng với cô Phư thì nếu mà các con không biết cái cụm nào thì các con sẽ comment giúp cô cái cụm đó cộng thêm nghĩa. Được chưa? Đây là một cách học. Đây là một cách học nhá. Và nó mang lại cái sự hứng thú cũng như là mang lại cái ấn tượng cho các con khi các con coi livestream. Được chưa? Đấy, cho nên là hãy comment cho cô những cái từ vựng nào, bất kể từ vựng nào mà các con tự nhiên con nhìn thấy và con không biết thì con sẽ comment giúp cô luôn. Được chưa? Rồi bây giờ sẽ là câu số 2, sanitation. Biết nghĩa từ này chưa? Cô nghĩ là những bạn mà ở mức 8 cộng thì chắc chắn là sẽ biết nghĩa của từ này rồi. Nhưng mà những bạn ở dưới mức này thì có thể là không biết. Sanitation có nghĩa là cái sự vệ sinh, đúng không ạ? Đấy, sự vệ sinh rất là sạch sẽ, đúng không? Đấy, sanitation. Đấy, các cái hệ thống vệ sinh, điều kiện vệ sinh ở đây là inadequate sanitation. Rất nhiều những cái căn bệnh ở trong những cái trại gọi là của những cái người gọi là những cái người gì đấy ạ, những cái người tị nạn đấy, đúng không ạ? Tạm thời, refugee, những người tị nạn tạm thời là kết quả của những cái hệ thống vệ sinh là không đầy đủ, đúng chưa? Thì vệ sinh ở đây sẽ bằng với lại là hygiene,
là vệ sinh. Food supply là nguồn cung cấp thực phẩm. Healthcare là chế độ chăm sóc y tế. Và water supply là nguồn cung cấp nước. Nào, hai câu này rõ ràng là thể hiện rõ là đây là các con đang cầm trên tay là một cái đề chuyên. Đề chuyên, đúng không ạ? Sẽ khó hơn đề các trường bình thường và có lẽ là cũng sẽ khó hơn một chút so với lại là đề thật của bộ nhé. Đó. Nhưng mà các con đừng nghĩ rằng là những cái câu này nó không trúng tủ, bởi vì lý do là có thể là cả cái đề này toàn là những câu khó. Đi thi, cái số lượng câu khó nó khoảng tầm độ 20% chẳng hạn, 10 đến 20% chẳng hạn, thì nó lại nằm trúng trong số cái đề này thì sao? Đúng không? Cho nên là vẫn phải xem, vẫn phải học. Chỉ có điều rằng là khi làm cái đề chuyên này, bởi vì là 80% đề là khó đi, đúng không ạ? Đấy, bình thường đề là 20% khó thì đề chuyên 80% là khó, ví dụ như thế đi, đúng không ạ? Thì khi các con làm đề chuyên, các con không nên tính điểm để mà hoảng hốt hoang mang, cô ơi, còn điểm còn đang 9 mà làm thằng cái đề chuyên Hà Tĩnh này phát xuống 6, đúng không ạ? Đừng có hoang mang làm gì, đề 80% là câu hỏi khó. Thực ra không nên 80%. Yeah. Và chắc là các con cũng sẽ không sụt từ 9 xuống 6 đâu, nhưng mà cũng sụt tí, đúng không ạ? 9 xuống 8 chẳng hạn. Vậy thì cũng không phải lo lắng. Cái quan trọng ở đây là bây giờ học đi. Học để nhớ, đề thi rơi vào, có những cái câu khó trong đề lại rơi trúng vào những cái câu như thế này thì chúng ta ngon lành, đúng không ạ? Đấy là hai câu đầu tiên. Bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục sang hai câu hỏi phát âm. Hai câu hỏi phát âm này thì cô nghĩ là mức rất trung bình, không khó tí nào này. Đầu tiên chúng ta có động từ answer. Cái âm cuối của chúng ta là âm ờ thì bật ra sẽ là z, đúng không ạ? Attempt là t thì bật ra sẽ là s. Believe là f, bật ra sẽ là s. Và remark là k, bật ra cũng là s. Cho nên là câu số 3 này đáp án đúng, chúng ta chắc chắn là đáp án A. Yeah. Rồi câu số 4 nhé. Câu số 4 này. Câu số 4 của chúng ta là effort, nó là e, đúng không? Regret, nó là i. Effect, nó là i. Đúng ạ. Và chúng ta có từ gì nữa? Chúng ta có reserve, cũng là y. Cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta cũng sẽ là đáp án A. Được chưa? Nhá. Đấy, thì cái này các con cũng lưu ý trước cô là cái danh từ effect này của chúng ta ấy, trọng âm rơi vào chữ fact nhá. Và effective thì tính từ này trọng âm lại rơi vào âm tiết 1, effect trọng âm rơi vào tiết 2. Đấy, thì riêng cái từ này là các con phải chú ý giúp cô vì nó hơi buồn cười một tí. Cái câu này câu phát âm, nhưng mà cô muốn nhắc các con một chút về trọng âm của hai cái từ này. Đấy chưa? Đó, tiếp theo thì cô có một cái bài đọc hiểu về phong tỏa, lockdown. Ok. Thì đây cũng là một cái bài hay và khó. Cho nên là các con lưu ý giúp cô nhé. Hay khó. Có những cái từ vựng này rất là khó này. Disproportionately hay là chúng ta có từ furloughed. Đấy. Là cái bài đọc hiểu này cô sẽ đăng đáp án cho các con ở trên Facebook của cô Phư. Cho nên là những con nào mà muốn check phần đọc hiểu thì các con hãy qua Facebook của cô Phư để lấy đáp án nhá. Bây giờ cô sẽ chữa tiếp tục cho chúng ta sang câu số 12 này. Câu số 12 của cô và câu số 13 là chúng ta là những câu hỏi giao tiếp xã hội. Linda và Jenny đang nói về cái việc là gọi là vứt rác, xử lý rác thải. Thì Linda nói rằng là I think littering should be severely punished. Tớ nghĩ rằng là cái việc mà vứt rác ấy thì cần phải bị phạt thật nặng. Thì ở đây chúng ta lại còn có cái từ severely, đúng không ạ? Severely đi với lại là punished, là cái từ mà các con còn phải lưu ý nhá. Đấy, phạt thật là nặng, đúng chưa? Đấy. Thì Jenny nói sao? Tớ không hiểu cậu, ý cậu là gì. Không hiểu ý cậu là gì, đúng không ạ? Cậu đùa à? Không phải nhá. Cậu có thể nói lại điều đó một lần nữa thì cái này đúng này. Cái này mình đã học rồi. Đó là you can say that again. Là một cái dạng thức là agree to a statement. Agree to a statement. Tức là đồng tình với lại một cái. Cái này người ta gọi là một cái statement. Tức là một cái nhận định. Thế là đồng tình với một nhận định thì mình có thể dùng cái này. Tớ hy vọng là cậu sẽ không làm thế thì không phải. Đáp án đúng ở đây là đáp án C thôi. Đúng không ạ? Câu số 13. Một cái người nữ bồi bàn đang nói chuyện với một người khách hàng. Người khách hàng nói rằng là xin lỗi cho tôi hỏi là chúng tôi có thể ngồi cạnh cái cửa sổ kia được không? Bảo là ồ, những cái bàn đó thì không thoải mái đâu. Nhân viên bồi bàn mà nói câu này là bị sa thải ngay. Vì sao ạ? Bởi vì là ghế và bàn mà không thoải mái thì đang chê nhà hàng là cái nơi mình đang làm việc à? Đúng không ạ? Cái người mà nói cái câu này ấy thì nó gọi với một cái từ gọi là lack common sense. Lack common sense. Tức là mất đi cái gọi là cái
cái trực giác thông thường, đúng không ạ? Một cái người thông thường người ta chẳng bao giờ nói câu này, đúng không? Không ai đi chê cái nơi mình đang 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 làm, đang phục vụ, đúng không? Tiếp tục, that is an absurd idea, là ý tưởng kỳ cục thế. Nói câu này lại tiếp tục là rất là lack like common sense. Nói câu này phát là cái người khách hàng sẽ gọi là frown. Frown là gì ạ? Frown upon ngay, là người khách hàng sẽ nhíu mày, xong bắt đầu là nhìn vào cái người bồi bàn này, xong vào cái nhà hàng này kỳ cục kỳ dị đấy, tại sao lại, lại 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 đi tuyển cái cô nhân viên vô duyên như này, đúng không ạ? Đây là một ý tưởng ngớ ngẩn. Đào à si, ồ tôi xin lỗi, những cái bàn đấy đã được đặt chỗ trước mất rồi, thì cái này đúng thôi, đúng không ạ? Reserved là đặt chỗ trước nhé. Đào đi là không, bạn có thể ở bên ngoài là có thể hưởng thụ được cái không khí ngoài trời hơn, thì rõ ràng là hợp lý nhất là chọn đáp án C, đúng không? Như vậy hai câu này thì không khó, đúng không ạ? Mặc dù nó cũng gọi là khó dịch hơn bình thường một chút, nhưng mà không khó, không quá khó nhé. Đấy. Và cũng là những câu rất là hay. Cô thích cái đề này nào luôn? Đề này cô rất là thích luôn. Câu số 14. Abandon là động từ 3 âm tiết và âm cuối của chúng ta là âm ẩn, thì trọng âm rơi vào âm tiết 2. Disaster thì cái từ này danh từ 3 âm tiết mà âm đầu nó là âm y, thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ hai, disaster. Comedy thì đây là một cái từ ngoại lệ, đặc biệt ngoại lệ trong phần trọng âm. Thông thường khi gặp cái đuôi ee này thì trọng âm rơi chính vào cái đuôi ee này. Nhưng mà có những cái trường hợp ngoại lệ, ví dụ như ở đáp án C này là comedy là cái trường hợp ngoại lệ, là bắt buộc trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Đấy ạ, pesticide đây là danh từ 3 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết 1. Đấy, thì câu này mình sẽ khoanh đáp án D thôi ạ. Được chưa? Ok, câu số 15 nhé. Chúng ta có một cái câu nữa cũng rất là hay này. Proceed, động từ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Đấy chưa? Đây là động từ 2 âm tiết ạ. Tiếp tục câu có demand, động từ 2 âm tiết, trọng âm cũng rơi vào âm tiết 2. Accuse, động từ 2 âm tiết, trọng âm cũng rơi vào âm tiết 2. Argue thì động từ 2 âm tiết nhưng mà âm cuối lại là âm u, là âm tiết nhẹ, cho nên trọng âm rơi vào âm tiết 1 ạ. Cho nên là câu này mình khoanh đi giúp cô nhá. Mình khoanh đi giúp cô, và đây là một cái câu mà chúng ta cần phải chú ý. Ok chưa ạ? Ok nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giúp cô sang những cái câu hỏi tìm lỗi sai đi ạ. Câu 16 thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án gì ạ? Nào, câu hỏi này là câu hỏi về confusing words, được chưa ạ? Và câu này cũng lại hơi khó một chút, hơi khó một chút nhé. Đề chuyên ấy, nó có một cái đặc điểm đó là tất cả các câu là đều gọi là ở mức ít nhất là trung bình trở lên và đến khó, và có nhiều câu khó. Đây, câu số 16 này sẽ là câu khó với rất nhiều bạn. Mình đọc lên là mình thứ nhất là dịch thì chưa biết là thế nào, mà đáp án thì không biết là đáp án gì. Và muốn biết là sai từ vựng nhưng không biết là sai từ này, từ này, từ này hay là từ này, tất cả đều có vẻ như là từ vựng, đúng không ạ? Ở đáp án A cô có human eye là mắt người. Spotting movement là có thể là nhận dạng ra ấy, tức là có thể chỉ điểm ra được những cái chuyển động trong bóng tối hơn là phát hiện ra những thứ mà bất động. Thật ra là ở đây thì chúng ta có một cái cặp confusing word khá là thú vị. Đó là chúng ta có từ stationary. Từ này thì nó mang nghĩa là văn phòng phẩm. Từ này là văn phòng phẩm. Thế còn chúng ta lại có một cái từ nữa đọc rất là giống nhưng mà viết hơi khác một tí thôi, nó chỉ khác một chữ cái này thôi ạ. Stationary thì đọc lại giống nhau nhá. Cái từ này thì có nghĩa là bất động. Được chưa? Motionless, bất động. Thì câu này mình sẽ chọn cái đáp án D này, và các con sửa cho cô thành là stationary này. Và nó mang nghĩa là mắt người thì giỏi ấy, à, nhìn ra những cái chuyển động hơn là gì đấy, phát hiện ra những thứ bất động. Được chưa? Ok, đấy là câu số 16 nhé. Bây giờ sẽ là câu số 17 này. The dietitian advises to avoid consuming lots of fat, focus on having more fruits and vegetables and drinking. Nào, câu này thì không khó. Avoid, focus thì cái này nó phải là drink, đúng không? Những cái người mà có cái những cái người khuyên về chế độ ăn kiêng ấy thì khuyên chúng tôi là tránh này, tiêu thụ nhiều chất béo này, tập trung vào việc là ăn nhiều gì đây ạ, nhiều hoa quả trái cây, đúng không ạ, và uống ít nhất là 8 cốc nước một ngày. Thế đây chúng ta sẽ có là avoid, đúng không ạ, focus thì cái này nó sẽ phải là drink, đúng chưa? Rất là đơn giản nhé. Rồi câu số 18 đấy ạ. Tina is one of the many people who has. Này, chắc chắn là sai ở đây luôn rồi, đúng không ạ? Đúng không? Rồi, có thể rất nhiều bạn làm đúng rồi này. Chúng ta thấy là many people mà dùng who thay cho cái này thì làm sao mà has được? Phải là have. Đúng chưa? Have struggled to purchase.
necessities during the coronavirus pandemic. Tina là một trong những rất nhiều người là đã gọi là vật lộn để có thể mua được những cái thứ cần thiết ấy. Đấy, những thứ thiết yếu á, chúng ta có danh từ necessities là những thứ thiết yếu trong suốt cái đại dịch coronavirus này. Alright, bây giờ mình sẽ đến với hai câu hỏi tìm từ trái nghĩa nhé. Nhớ này, tìm từ trái nghĩa. Câu đầu tiên chúng ta có từ tedious. Từ tedious thì như là chúng ta biết rồi, nó mang nghĩa là rất là boring, đúng không ạ? Nó mang nghĩa rất là boring. Đây, nếu như cái này nó là boring thì nó rất là gần nghĩa, đúng chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta có từ dreary, dreary. Cái từ, không, cái này nó đọc là dreary, dreary, dreary. Dạ, từ này thì nó mang nghĩa là kiểu là rất là thê thảm ấy, đúng không ạ? Rất là buồn ấy, nó rất là buồn, tồi tàn. Dreary. Entertaining thì là vui. Thế còn laborious, laborious nghĩa là gì ạ? Chúng ta biết cái từ labor có nghĩa là việc nặng nhọc rồi, thì laborious của chúng ta ấy mang nghĩa là cần cù siêng năng. Laborious này nó cũng giống như kiểu là industrious. Thì cái từ tedious này nó mang nghĩa tiêu cực, đúng không ạ? Tồi tàn, boring. Thì trái với nó sẽ là vui thôi, entertaining, đúng chưa? Câu này thì vẫn có nhiều bạn làm được, không khó lắm, đúng không? Bây giờ sẽ là câu số 20. Câu số 20 này không khó này, chúng ta có từ assimilate là đồng hóa, là mình đã học trong chính sách giáo khoa rồi. You shouldn't expect immigrants to assimilate into an alien immediately. Ok, thì câu này mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án gì ạ? Đáp án gì ạ? Đồng hóa thì tức là gọi là gì đấy ạ? Hòa nhập bản thân mình vào, immerse. Adapt to tức là thích ứng với cái gì, đúng không ạ? Làm cho ai đó được hiểu. Thì cũng có vẻ như là đồng hóa. Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B, vì đây là câu hỏi tìm từ trái nghĩa, đúng không? Là khiến cho bản thân mình là xa cách khỏi cái gì. Đúng chưa các con? Đúng chưa ạ? Nhá. Alien. Alien được. Cái này nó là alien, có nghĩa là gọi là một cái quốc gia nước ngoài ấy. Bạn không nên mong đợi những cái người nhập cư là đồng hóa vào một cái nước ngoài ngay lập tức. Đó, alien. Rồi, vậy thì assimilate là đồng hóa, thì trái với nó sẽ là distance themselves from. Như vậy, nào bây giờ mình sẽ cùng đến với câu số 21 nhé. I was late yesterday because I hadn't been informed about the change of the meeting's time. Nào vừa rồi chúng ta được coi lại cô Phư chữa cho chúng ta về cái phần động từ khuyết thiếu. Không biết là các con đã có thể làm tốt được cái câu số 21 này hay chưa? Ở đây là gì? Hôm qua là tôi đến muộn bởi vì tôi đã không được thông báo về cái sự thay đổi của cái thời gian buổi họp. Thì có nghĩa rằng là gì? Một ai đó đã không cần thông báo với tôi, hay một ai đó đã nên thông báo với tôi, hay một ai đó chắc chắn là đã báo với tôi rồi, hay là một ai đó là có khả năng là đã báo với tôi và cũng có thể không. Đúng không? Các con thấy là mình học xong cái bài động từ khuyết thiếu là mình phải dịch được những cái cấu trúc này. Đó. Thì trong câu này rõ ràng mình sẽ chọn từ should, đúng chưa? Chọn từ should, đúng chưa? Đây là tôi bị muộn mà tôi đã không được thông báo trước, vậy thì lẽ ra là phải có ai đấy thông báo cho tôi. À, đúng rồi, đáp án B. Lẽ ra nhá. Đấy, nghe kỹ câu số 21 này, nghe đi nghe lại làm sao mà cho thuộc đi cái cách mình dịch những cái cấu trúc prediction này. Câu số 22 cũng là kiến thức về cấp so sánh rất là trúng tủ, hôm qua mình vừa học xong. Đúng không ạ? Hôm qua vừa học xong nào. À, chính xác là vừa mới được xem lại xong, đúng không ạ? Less convenient than tức là ít thuận tiện hơn so với cái gì, là cấp so sánh kém. Cấp so sánh kém có nghĩa là nó sẽ tương đương với lại là không bằng. Tức là traveling by train is not so convenient as traveling by car. Các con có thể thay thế so sánh kém này bằng so sánh không bằng luôn như thế này. Đi bằng tàu thì không tiện đi bằng ô tô. Vậy thì đi bằng ô tô không tiện bằng tàu là sai. Tàu tiện hơn trong số hai cái này là cái tiện hơn thì không phải. Ô tô tiện hơn tàu là đúng. Bởi vì tàu không bằng ô tô tức là ô tô tiện hơn. Đúng chưa? Đáp án đúng đấy sẽ là đáp án C. Di chuyển bằng ô tô thì tiện như là tàu thì cũng không đúng. Cái này không phải là so sánh bằng. Được chưa? Đấy nhá. Khi mình chuyển từ cái này sang so sánh không bằng, xong rồi sang đây phát mình thấy rất là ngon. Đúng chưa? Nào câu số 23. Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Chúng ta có cái mẹo gì không? Thứ nhất, since our last, last này phải chuyển thành previous. Đúng chưa? Như vậy là loại được một đáp án. Tiếp theo, hiện tại hoàn hành tiếp diễn phải lùi một tì thành quá khứ hoàn hành tiếp diễn, thì lại chỉ có một đáp án đúng được thôi. Đáp án đúng chắc chắn sẽ là đáp án A. Xong chưa? Bạn tôi nói rằng là anh ta đã sống ở đó. Đấy, phải here, phải chuyển thành there, đúng không ạ? Kể từ cái lần gặp trước đó của chúng tôi. Alright,
Bây giờ mình sẽ cùng đến với câu hỏi số 24. Các con comment giúp cô đi ạ. Teaching programs should be designed to make sure that all children are able to fulfill their. Đó là cái chương trình giảng dạy cần phải được thiết kế để đảm bảo rằng là tất cả các cái trẻ em ấy, tất cả những bọn trẻ là đều có thể gọi là hoàn tất được, hoàn thành được ấy, nó có thể fulfill là gì đấy ạ? Tức là kiểu là nó có thể thực hiện được, thỏa mãn được ấy. Mình cái dịch nó như gọi là thỏa mãn ấy. Đấy ạ, bọn trẻ là có thể thỏa mãn được cái tố chất của nó. Cái câu này là như vậy. Chương trình giảng dạy cần phải được thiết kế để đảm bảo rằng là tất cả các những cái đứa trẻ đều có thể thỏa mãn được cái tố chất của nó. Nào ở đây có một cái từ mà cô đã nhắc các con về cái từ vựng này rồi, đó là cái tiềm năng ấy, nó chính là từ potential, đúng không ạ? Potential, danh từ nhá. Cái này là danh từ, nó vừa là danh vừa là tính và cô đã nhắc các con một lần rồi đúng không? Đúng chưa? Nào potential đây mang nghĩa là gì? Cái tiềm năng. Đấy ạ. Nó có thể là thỏa mãn được cái tiềm năng của nó. Likelihood có nghĩa là cái khả năng có thể. Đúng không ạ? Nó sẽ là bằng với lại là possibility. Khả năng. Được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta có từ prospect thì có nghĩa là viễn cảnh. Prospect này có nghĩa là viễn cảnh. Được chưa? Đấy nhá. Thì câu này rõ ràng là mình sẽ dùng từ potential. Dạ, câu số 25 đi ạ. I last spoke to her a month ago. You know, a month. Câu này không khó. Tôi nói chuyện lần cuối với cô ấy là một tháng trước đây. Bạn biết đấy. Thì tức là một tháng nay là tôi làm sao? Không nói chuyện với cô ấy. Đúng không? You know, Đấy, hiện tại hoàn thành thôi. Và ở đây mình dùng since hay là for đi với lại là a month. A month là một khoảng thời gian ạ. Thì mình dùng since hay là for. Nên là dùng for a month. Đáp án đúng câu này sẽ là đáp án đi. Được không? Bạn biết đấy là tôi vẫn chưa nói chuyện với cô ấy là trong một tháng này rồi. Được chưa? Rồi câu số 26 nha. Most of, đã most of thì thường là hay có the. Tiếp theo là khi mà mình thấy một cái danh từ mà phía sau đấy lại có of thì mình cũng sẽ dùng the giúp cô nha. Dùng the giúp cô. Ví dụ như là khi mình nói là đại học ngoại thương thì mình nói là Foreign Trade University. Nhưng nếu mình nói trường đại học gì đấy là có giới từ of thì mình lại dùng là the University of cái gì. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta có từ citadel, có nghĩa là thành, đúng không ạ? Hoàng thành Thăng Long đấy. Đúng không ạ? Đấy, citadel. Thì đấy là thành, hoàng thành thì bao giờ cái này mình cũng sẽ là xác định rồi và mình cũng sẽ dùng the cho cô. Nhất là theo cái cấu trúc là trước of như thế này. Đúng không? Cho nên là câu 26 này mình sẽ dùng giờ cho cô nhé. Câu hỏi về mạo từ ạ. Hầu hết những cái hoàng thành Thăng Long là đã bị dỡ bỏ đi vào đầu thế kỷ 20. Rồi, câu số 27 đi ạ. Tom's brother is looking a new place to live. Now, looking thì sẽ đi với giới từ gì ạ? Looking đi với gì? Looking up là tra cứu, looking at là nhìn, looking after là chăm sóc và looking for là tìm. Tìm nơi để sống đúng không? Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án đi thôi. Anh trai của Tom đang tìm nơi mới để sống bởi vì anh ta không muốn phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Được chưa ạ? Ok, không muốn phụ thuộc vào bố mẹ thì tìm nơi khác để sống. Đúng không ạ? Một cái điều mà thực ra chúng ta nên làm đó là đến năm 18 tuổi ấy thì chúng ta nên tự giác ra khỏi nhà. Được chưa ạ? Tự giác ra khỏi nhà nhá. Đấy, nên tự giác đi. Đúng không ạ? Tự giác ra khỏi nhà và tự đi làm thêm, tự kiếm sống, tự kiếm tiền. Đó. Có thể vẫn phải xin bố mẹ trong giai đoạn đầu nhưng sau đấy là cố gắng là đi làm kiếm tiền thôi nhá. Câu số 28 đấy ạ. He was very glad as attendees applauded for the presentation yesterday. Anh ta đã rất là vui bởi vì những người tham dự đã vỗ tay cho cái bài thuyết trình mà. Câu này là cô giảng mệnh đề đúng không ạ? Cái mà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đúng không ạ? That was carefully prepared. Đúng chưa? Và ở đây các con thấy là cái này nó sẽ thiếu mất which hoặc là that. Cái này thì là cấu trúc chủ động à? Không đúng đúng không ạ? Đáp án đúng ở đây sẽ phải là dặn giảm mệnh đề. Một trong hai đáp án này. Mà câu này là chắc chắn là câu bị động rồi. Để cái bài thuyết trình được chuẩn bị là câu bị động rồi thì mình sẽ phải lựa chọn phần thứ hai. Carefully prepared. Được chưa? Ok, câu số 29 nhé. Finally, cuối cùng thì Jessica has to terms with the fact that there is no solution to her company's financial crisis. Ở đây chúng ta có một cụm luôn,
Đó là gì đấy ạ? Cụm lông của chúng ta, cụm môi của chúng ta là cái gì? Bạn nào comment giúp cô đi ạ? Nào, bạn nào comment giúp cô ạ? Quốc chọn đáp án gì đây? Nào đây chúng ta có nhá. Come to terms with. Đấy, cái cụm của chúng ta đấy chưa ạ? Come to terms with ở đây có nghĩa là gì đấy ạ? Là gọi là cuối cùng là phải chấp nhận một cái tình huống gì đấy ạ? Có nghĩa là have to accept something. Cuối cùng thì Jessica cũng phải chấp nhận một cái tình huống thực sự là không có giải pháp gì cho cái khủng hoảng tài chính của công ty cả. Được chưa? Đấy, tức là come to accept. Đấy, come to accept hoặc là have to accept. Được chưa? Phải chấp nhận một cái tình huống rất là buồn thì nó là come to terms with. Cái từ terms này còn có nghĩa khác là điều khoản trong hợp đồng các con nhé. Câu 30, you the better buy more champagne. Bạn nên mua thêm champagne làm sao? Phòng khi là có người nữa đến. Nếu không thì mọi người đến thì cái này trái với lại là cái câu này không phải là câu điều kiện loại một đúng không ạ? Cái này kem thì không đúng này. Cái này kem cũng không đúng này. Cái này là liệu là thì mình cũng không phải là liệu là có hay là không mà mình phải dùng từ in case. Từ in case mang nghĩa là phòng khi. Mình nên làm cái gì đấy để phòng khi. Đấy, bạn nên mang ô theo phòng khi trời mưa. Nó chính là cái câu như thế này. Được chưa? Ok, rất là hay đúng không? Đề quá hay gì nữa. Câu 31 ạ. At 84, he's still quite active. He walks with the aid of a stick. Nào, ở tuổi 84 thì ông ấy vẫn còn rất là năng động, đúng không ạ? Đi bộ với cái sự trợ giúp của một cây gậy. Đây là walks with the aid of a stick. Yeah. Nào, ở tuổi 84 thì ông ấy vẫn như thế này. Mặc dù là ông ấy đi bộ với cái sự trợ giúp của cây gậy, đúng không? Thế đâu đúng câu này là although thôi. Đúng chưa? However thì phải là trạng từ liên kết, nó sẽ phải là chấm phẩy như thế này. Because là vì, không phải là năng động vì đi bộ với gậy, không phải rồi ạ. Năng động nhưng đi bộ với gậy. Đấy, có nhiều bạn cũng nghĩ là một trong hai đáp án này này rất là dễ đúng. Đúng không ạ? Nhưng mà nghĩ hay hơn thì cũng nghĩ là đáp án A hay hơn chứ. Ở tuổi 84 ông ta vẫn rất là năng động. Mặc dù phải đi bộ với gậy. Đúng không ạ? Ok. Đấy, bởi vì nếu mà dùng từ but thì người ta không dùng still ở phía trước này. Ok. Đấy, người ta sẽ dùng từ although nghe nó hợp lý hơn. Ok, các con cứ suy nghĩ về câu số 31 này, chúng ta có thể thảo luận thêm nhé. Câu số 32, đây là câu điều kiện loại 3 vậy ạ? À? Chả cần biết là câu điều kiện gì. Một khi mà đã có if mà cái này có last night thì chỗ này chia quá khứ hoàn thành là cái chắc chắn luôn. Đúng không? Vì sao? If là giả định trong quá khứ thì chia quá khứ hoàn thành. Chả cần quan tâm đằng sau nó là cái gì. Đúng không? Nếu như nó là could have met thì nó có điều kiện loại 3, mà nếu nó là would cộng verb có khi nó lại có điều kiện trộn. Mà trộn hay loại 3 không quan tâm, một khi đã có last night thì đáp án nó chỉ có một thôi. Ngầu chưa? Đáp án gì? Câu 33 thì là câu hỏi phrasal verb. Câu hỏi phrasal verb này liên quan đến COVID-19 kìa. Hot kìa. Các con lựa chọn đi ạ. Xem là các con lựa chọn đáp án đúng của câu này là đáp án gì. Chúng ta có set in, chúng ta có put up, chúng ta có set up, chúng ta có put off. Đó. Câu này mình sẽ chọn từ gì đây ạ? Các con comment giúp cô xem nào. Con comment giúp cô đi ạ. Chúng ta có từ từ gì đấy ạ? Từ set in nó nghĩa là gì ạ? Từ set in này sẽ mang nghĩa là một cái gì đấy nó gọi là nó tiếp tục ấy. Nó tiếp tục. Như ạ? Set in nó sẽ mang nghĩa như là tiếp tục. Thế còn từ put up này thì thường hay dùng cấu trúc là put somebody up for the night. Nghĩa là cho ai ngủ nhờ qua đêm. Các con cứ nhớ đúng cái cụm này là xong. Set up thì bằng với lại là establish, có nghĩa là thiết lập. Cái này là thành lập thiết lập thôi. Đáp án đúng câu này sẽ là đáp án C. Cô thấy rất là nhiều bạn chọn đúng rồi. Put off thì bằng với postpone, bằng với delay, có nghĩa là trì hoãn. Câu này là ở cái đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 thì rất nhiều những cái trung tâm, gọi là những cái trung tâm kiểm soát hỗ trợ dịch bệnh thì đã được thiết lập để đóng góp vào việc ngăn chặn cái sự lây lan của cái bệnh này. Được chưa ạ? Rồi câu số 34 thì quá là dễ luôn. To be used to cộng với lại là verb in. Cấu trúc của chúng ta là be hoặc là get. Used to cộng với verb in. Bắt đầu quen với việc gì? Một cấu trúc khác nữa có thể dùng được đó là cấu trúc gì nhỉ? Cấu trúc gì? Cấu trúc gì ở Nguyên? To be accustomed to. Đúng không ạ? Quen với cái gì? Câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là
Đáp án B đúng không ạ? They aren't used to driving manual transmission car. Được chưa? Rồi câu số 35. The movie I watched last night bears này, trúng tủ chưa? Cấu trúc từ vựng của chúng ta đó là bears a resemblance đi với giới từ to. Có nghĩa là giống hoặc tương tự như cái gì? Những từ còn lại không được. Cái này là song song, cái này là tương ứng, cái này là tương tự. Mặc dù nghĩa rất giống nhau nhưng mà cái cụm của nó rồi đó là bears a resemblance to. Cái bộ phim tôi xem hôm qua này nó rất là tương tự như cái tiểu thuyết gốc. Đó, đúng rồi, đây sẽ là đáp án C nhé. Được chưa? Được chưa? Câu số 36 là một cái idiom. Câu hỏi idiom của chúng ta. Câu idiom này khá là hay. Failing an exam for the first time was a in disguise. Đây là idiom các con nhé. Đây có nghĩa là một cái phước lành giả dạng đấy ạ. As it forced me to work harder to get a better result the next time. Now, ở đây ấy thì cái câu số 36 này là một cái, nó là những cái kỷ niệm mà cô Phương luôn luôn có trong cái việc học của mình. Không phải là luôn luôn mà thi thoảng. Đôi khi cô có những cái kỳ thi quan trọng ấy. Đấy thì có một kỳ thi phụ trước đó chẳng hạn thì cô đã bị đạt điểm số hơi thấp. Cô đạt điểm số hơi thấp. Và thực ra nó là một cái phước lành giả dạng, tức là mình có một cái idiom luôn đó là a blessing in disguise, nó là thực ra nó là một cái phước lành giả dạng. Được chưa? Phước lành giả dạng có nghĩa là gì? Trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn mong nhận được cái blessing, tức là những cái ơn ơn lành, những cái phước lành từ Chúa, là Chúa ban ơn cho chúng ta. Được chưa ạ? Đấy, có nhiều người nói rằng là tôi chả cần ơn của Chúa, tôi cứ làm việc thật là chăm chỉ quần quật lên, kiểu gì tôi cũng thành công, tôi chả cần Chúa. Đấy là điều sai. Bởi vì nếu như chúng ta không có Chúa thì chúng ta không thể có được cái sức khỏe, hay là không có được cái trí khôn ngoan, hay là không có được những cái điều tốt đẹp để mà mình có thể làm việc được. Chúng ta luôn luôn cần cái blessing của Chúa. Mình không thể nói là mình không cần Chúa được và mình chỉ cần được bản thân mình được. Đấy là một điều hết sức là sai lầm. Tiếp theo nữa, đó là nếu như mình không có phước lành của Chúa chẳng hạn, mình tích lũy thật nhiều của cải vào, đúng không? Đến ngày mai tự dưng chết. Thì những cái của cải ấy sẽ thuộc về ai, và mình có mang được những cái của cải hay tiền bạc đấy của chúng ta theo mình hay không? Không. Vậy chúng ta có cần ơn phước lành của Chúa không ạ? Có, đúng không ạ? Trong kỳ thi này chúng ta cũng sẽ rất là cần ơn phước lành của Chúa. Được chưa? Và đây có một cái là blessing nhưng mà lại là in disguise, có nghĩa là phước lành giả dạng, có nghĩa rằng là gì? Đó là đôi khi á, cái việc thi trượt một kỳ thi ở lần thi đầu tiên nó là một cái phước lành giả dạng, bởi vì nó bắt tôi là phải học nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn nữa để có được cái kết quả tốt hơn vào cái lần sau. Cái này là để dành cho những người mà chưa được cố gắng hết sức ạ, chưa được cố gắng hết sức nhá. Đấy, nhưng mà với các con ở đây thì cô rất là hy vọng rằng là các con sẽ thành công ngay ở cái lần thi đầu tiên này để tiết kiệm thời gian, bởi vì chúng ta không cần thiết là phải thi vài lần mới đạt được cái kết quả cao nhất. Thay vào đó chúng ta nên cố gắng hết sức để lần này thi này chúng ta sẽ tiết kiệm được 1 năm học, đúng không ạ? Nó không phải là một cái kỳ thi diễn ra gọi là gì hàng tháng, mà nó là 1 năm 1 mới có. Vì thế cho nên là để có được những cái cơ hội tốt nhất thì các con nên cố gắng hết sức ở lần này luôn. Và chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa ban chúng ta cái phước lành trong cái kỳ thi này các con nhé. Rồi, câu số 37 đáp án gì? The rock star gave only one when he was on tour. Thì đây là một cái cuộc phỏng vấn đúng không? Với câu hỏi từ loại này thì là một cái cuộc phỏng vấn. Chúng ta không dùng interviewer, tức là cái người phỏng vấn, hay là interviewee, là cái người được phỏng vấn, mà sẽ là an interview. Tức là cái ngôi sao nhạc rock này thì chỉ đưa ra một cuộc phỏng vấn khi mà ông ấy là đi tour như thế này thôi. Ok. Câu số 38 của chúng ta thì là câu hỏi về gì? Câu hỏi đuôi. Everyone thì cái đuôi sẽ là they. Cái này is going to be là tương lai gần thì sẽ dùng to be ở đằng này. Cái này phủ định, cái này là khẳng định. Dùng to be ở đây thì sẽ là, đúng không? Sẽ là are they. Đúng không? Cái này là khẳng định thì cái này phủ định chứ, sorry các con. Đâu ạ? Thì nó phải là aren't they. Đấy, hết sức cẩn thận nhé. Cái này là khẳng định chứ thì cái này là phủ định. Yeah. To be phủ định của they sẽ là aren't they. Đúng chưa? Ok, bây giờ mình sẽ cùng sang bài đọc điền nhé. Các con yêu quý bài đọc điền này quá hay luôn. Rất là ưng ý ở bài đọc điền này được lấy ra từ trang e-learningindustry.com. Chúng ta sẽ cùng xem các câu hỏi của cái đề này nhé.
e-learning become an important sector. Được chưa? Thực ra cái này nó phải là becomes. E-learning sẽ trở thành một cái bộ phận rất là quan trọng. With the internet now being able to make the impossible possible, learning has shifted to an online medium. Nói việc là internet đang trở nên là có thể khiến cho những thứ không thể thành có thể, thì việc học bây giờ đã được chuyển dịch sang một cái phương tiện online. Đúng không? Các quốc gia trên khắp thế giới bây giờ đang bắt đầu là bước vào cái lĩnh vực là e-learning, cho phép mọi người là có thể truy cập nhiều hơn với những cái cơ hội học tập mà nếu như không như vậy thì nó là trước đây thì đã là không thể ở trong quá khứ, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có từ considerable là đáng kể, favorable là yêu thích, possible là có thể. Câu này mình sẽ chọn cho cô từ possible, bởi vì người ta đang nói đến chuyện là làm cho những thứ không thể thành có thể, và những cơ hội này nếu như không có cái này thì nó sẽ là không thể. Vậy thì là that won't possible otherwise. Và câu 40 sẽ là gì? Cái lý do tại sao cái ngành công nghiệp này trở nên phổ biến hơn trong những năm vừa qua là cái sự tiện lợi mà nó cung cấp cho những người người mà. Now those thì bao giờ cũng sẽ đi với who. Những người người mà bao giờ cũng sẽ là those who. Những người người mà quan tâm đến nó. Truyền thống, nếu như một người muốn học cái gì đấy là phải đi đến trường, một cái trường đại học, một cái trường cao đẳng hoặc là một cái viện. Đó, câu này chúng ta không nhìn thấy ân. Không nhìn thấy ân thì có dùng từ gì được không? Every là mọi, other thì cộng với danh từ số nhiều, any là bất kỳ, và some thì cũng là một vài. Một vài nhá, một vài cũng đi với danh từ số nhiều. Còn nếu như some mà bằng với certain mang nghĩa là nào đó thì nó là tính từ, nó sẽ dùng là certain university hoặc là một trường gì đấy cộng với danh từ. Lúc ấy nó sẽ mang nghĩa là nào đó. Câu này thì mình sẽ dùng any cho cô. Đi tới bất kỳ một cái trường đại học nào, một cái trường cao đẳng nào, hoặc là bất kỳ những cái viện nào mà có thể dạy bạn, là cuối cùng là sẽ cho bạn một cái chứng chỉ. Và câu 42 là gì? Mọi người bây giờ là có thể học từ cái gì đấy ở nhà của họ. From the background, comfort, situation hay là space. Nếu mà ở nhà thì mình sẽ nghĩ đến cái gì ạ? Ở nhà thì sẽ rất là thoải mái, đúng không? Sẽ là comfort, đúng không? Đấy, mà có thể học được từ cái sự comfort of their own homes. Đó, bây giờ là họ có thể học được từ cái sự thoải mái, comfort of their own homes, và theo như cái khoảng thời gian yêu thích của họ. Đấy là chưa kể đến đấy, những cái lợi ích khác nữa, đúng không? Đấy, ví dụ những cái lợi ích mà có thể giữ lại được đấy ạ, đúng không? Vì những cái bài giảng trực tuyến là có thể là sở hữu hoặc sử dụng, giữ lại, retain với cả retention, đúng không? Sự giữ lại được về những lợi ích mà e-learning là mang lại. Mọi người bây giờ không còn bị bó buộc bởi thời gian và cái địa điểm để học nữa, mà cái quá trình này đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, đúng không ạ? Thì câu này cái từ mà ấy, thì mình sẽ dùng cho cô từ but nhé. But câu này hơi khó một tí ạ. Đấy, câu hỏi liên từ trong cái đề này là hơi khó một tí để mà suy nghĩ. But là mọi người không còn bị bó buộc bởi cái này nữa, nhưng mà cái quá trình này đã trở nên là dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Thế là vì, since cũng là vì, hai cái này bằng nhau thì cô loại, đúng không? Và just là do đó thì nó là trạng từ liên kết, nó sẽ đi theo cái kiểu như thế này, sau đó phải có dấu phẩy. Vậy thì khi cô xác định là A, C và D sai thì cô chọn but là cái đáp án cuối cùng của cô, và nó đúng. Được chưa? Khi đi thi ấy thì đề thi không bao giờ bị sai chính tả đâu, không bao giờ thiếu phẩy. Cho nên các con hãy lợi dụng, tận dụng cái điểm đó để mình làm những cái câu hỏi mà có liên quan đến trạng từ liên kết. Được chưa ạ? Ok. Bây giờ sẽ là câu 44 và câu 45. Cái bài Coral Reefs này của chúng ta là hình như là chúng ta đã chữa rồi, đúng không ạ? Ở đây cái phần đáp án của cái bài đọc hiểu, chúng ta có hai bài đọc hiểu nhá. Thì các con sẽ xem giúp cô là ở Facebook của cô Phương. Được chưa ạ? Cô sẽ gửi cho các con. Đấy, cô sẽ gửi cho các con. Hình như là cái bài Coral Reefs này thật ra là có trong đề. Cũng có một cái bài như thế này, tương tự như này, là xuất hiện trong VIP 90 của cô ấy, đúng không ạ? Nhưng mà hình như nó không không đúng hẳn là cái này thôi, nhưng mà gần như là trúng tủ. Đấy. Trúng được những cái bài đọc hiểu như này nó rất là khó ấy. Nhưng mà đúng rồi, cái này có trong VIP 90. Thấy chưa? Đấy. Vậy đề hoàn toàn có thể là ra trúng nếu như các con theo dõi VIP 90 của cô Phương nhé. Rồi. Không trúng hẳn thì nó na ná tương tự được từ vựng là tốt lắm rồi, đúng không? Bây giờ cô hãy chữa cho các con nốt hai cái câu cuối này, được chưa? Sau đó các con sẽ di chuyển qua Facebook của cô Phương để các con download cho cô cái đáp án chi tiết của cái hai cái bài đọc hiểu nhá.
Câu 44 đó. She was very sad about the news. She burst into tears. Cô ta rất là buồn về cái tin tức này và cô ta òa khóc. Được chưa ạ? Thì đáp án A, so sad about the news. Nếu như chuyển so sad lên phía trước thì chỗ này phải có đảo ngữ này. Phải là was she. Yeah, cô quá buồn đến nỗi mà cô ấy òa khóc. Thì câu này chúng ta lại có là such was. Và có nhiều bạn chưa biết cái cấu trúc với từ such này. Such thì bằng với lại là so great. Và sau đó cộng thường là sẽ cộng với to be và cộng với danh từ, cộng với that như thế này. Với là một cái gì đấy nó quá lớn đến nỗi mà. Đấy chưa? Đấy, thì cái sự buồn bã của cô ấy quá lớn. Đấy. Đến nỗi mà cô ấy òa khóc cái này đúng rồi. Mặc dù cô ấy buồn, cô ấy không khóc thì không phải nhỉ. Cô ấy buồn thì không khóc cũng không phải nhỉ. Đáp án đúng câu này sẽ là đáp án B. Hiểu bài không ạ? Đấy. Những cái cấu trúc nhiều khi nhìn rất khó nhưng mà học phát là hiểu thôi mà. Nha, học cho cô bài đảo ngữ là mình sẽ làm được ngay cái phần này. Bạn nào mà còn chưa học tiết đảo ngữ thì chúng ta học đi ạ. Nhá, học một tiết đảo ngữ cô Phư thôi là những câu như này là làm được ngay. Câu cuối cùng nhé. You will get the refund for the broken box. Make sure you can show us the receipt. Bạn sẽ nhận được cái hoàn tiền cho những cái hộp bị vỡ. Hãy đảm bảo chắc chắn là bạn cho chúng tôi, chỉ cho chúng tôi cái biên lai. Đấy là chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn với điều kiện là, ôi xịn chưa, với điều kiện là bạn phải có biên lai. Thì quá là đúng rồi. As long as, so long as với lại provided that giống nhau. Hai học chưa, học chưa, chúng tủ chưa, chúng tủ chưa đây. Chúng tủ chưa cần viết lại câu trắc nghiệm phần này chưa. Chúng rồi nhá. Với điều kiện là xịn quá này. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn phòng khi là bạn không cho chúng tôi hóa đơn thì không phải nhá. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn trừ khi bạn có thể cho chúng tôi lấy cái hóa đơn thì không phải. Nếu mà unless thì sẽ là won't mới đúng. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền nếu bạn cho tôi cái hóa đơn thì giờ hơi à. Đúng không ạ? Đáp án đúng rồi, đáp án A đúng không? Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn với điều kiện là bạn có thể chỉ cho chúng tôi cái biên lai này. Đúng chưa? Đấy. Làm nhiều nó quen tay đi. Được chưa? Được không? Thì ở đây như thế này này. Bây giờ mình còn hai mấy ngày nữa là thi. Đúng chưa? Bây giờ cái điều quan tâm nhất với các con đó là hai mấy ngày còn lại này thì học cái kiểu như thế nào. Thì tất nhiên thì các con đã lưu ý cho cô như sau. Bây giờ cô lại tư vấn thêm một chút nữa cho các con trước khi mình kết thúc cái tiết học ngày hôm nay này. Đó là gì? Các con ở các mức điểm khác nhau sẽ học khác nhau. Chứ con không thể lên mạng con hỏi là cậu ơi, tớ bây giờ còn 23 ngày nữa thì tớ phải học thế nào, trong khi bạn ấy thì được 8, 9 rồi mà mình thì đang được 5, 6. Thì cái cách học của bạn 8, 9 nó sẽ khác với mình. Và mình áp dụng theo bạn đó thì mình sẽ không có cái hiệu quả gì. Đúng chưa? Nha. Cho nên là với các mức điểm khác nhau thì cái cách học các con trong những ngày cuối này sẽ khác nhau. Và sau đây cô sẽ lại tư vấn cho các con một chút xíu nữa này. Đó là dưới 6 đi, dưới 6, dưới 5, hai mức này nha. Thì là phải học lại cơ bản. Học cơ bản nha. Học cơ bản này. Được chưa? Ở VIP 90 của cô sẽ có những bài rất dễ và rất cơ bản. Là những ở những cái đoạn đầu ấy, ở cái tháng đầu ấy ạ. Tháng đầu, học đi học lại, học kỹ vào để làm cho nó tốt đi. Được chưa? Sau hết tháng đầu rồi chuyển tiếp sang tháng sau nhá. Là bởi vì cô đưa bài khó dần ở VIP 90 này, thế là cứ thế triển khai. Được chưa? Thế thì khi mà mình lên được thêm cơ bản, mình làm được tốt những cái câu cơ bản thôi ấy. Đấy, sau đó là mình cũng tích lũy thêm một chút từ vựng nữa là điểm lập tức là sẽ lên 7. Lấy lên 7 ngày. Được chưa? Lên 7 cộng ngày. Đấy là cái nhóm này nhá. Cái nhóm 5 6 giúp cô. Thế thì cái tập trung ở đây là tập trung vào những cái bài đầu ở VIP 90 và cứ lên dần ở VIP 90 lên. Được chưa? Đấy. Từ vựng thì học ở đâu? Từ vựng thì cứ nhè ra là coi livestream có từ vựng nào thì là học thôi. Thế là đủ để lên 7 cộng rồi. Được chưa? Nhóm 7, 8. Bây giờ muốn lên 9 cộng. Là cái nhóm này là cái nhóm mà gọi là đông quân số nhất đây. Đúng không ạ? Cái nhóm này thì cơ bản thì đã có rồi chứ không phải là không. Nhưng mà từ vựng yếu là cái thứ nhất. Từ vựng yếu này. Thứ hai, sai ngu. Sai ngu nhiều. Sai ngu nhiều là sai những cái câu, ví dụ như là những câu rất là cơ bản, rất là dễ. Được không? Kiểu kiểu như là một vài những cái câu dễ dễ nhỉ, vẫn làm sai, sai ngu. Đấy chưa? Đấy, sai ngu như thế thì điểm nó bị giảm đi. Đấy, từ vựng vẫn còn yếu nhá. Sai ngu những cái câu mà mình biết nhá. Đấy chưa? Tiếp theo nữa ấy, là lười làm đọc hiểu. Nào đã đúng bệnh của mình chưa? Có ba cái bệnh này thôi chứ cũng chẳng có nhiều đâu ạ. Có đúng ba cái bệnh này thôi nhá. Đấy là bệnh của những con 7 8 điểm như thế này. Thì 23 ngày cuối này làm gì? Thì cơ bản nhất
là đã hoàn thành hết tất cả các bài chưa? VIP 90 là phải hoàn thành. Hoàn thành ở đây có nghĩa là gì? Hoàn thành có nghĩa là hiểu kỹ, hiểu kỹ, hiểu rõ, làm tốt. Làm tốt thì sẽ giải quyết được cái vấn đề sai ngu này. Được chưa? Hoàn thành, hiểu kỹ, hiểu rõ, làm tốt thì sẽ giải quyết được cái vấn đề sai ngu này nhá. Bởi vì cô đã giảng rất kỹ, rất rõ rồi. Nếu như học kỹ, học rõ, làm tốt thì không bị sai ngu nữa. Tiếp theo, đó là cái từ vựng này. Cái từ vựng này hay nhất là học ở flashcard của cô. Đấy, dành ra 1 đến 2 giờ một ngày, khoảng 1 giờ một ngày học flashcard. Sau đó áp dụng vào làm đề. Ở các đề này, ví dụ như hôm nay đề này có từ vựng không? Có, sao không? Đúng không? Đề này có từ vựng không? À, ví dụ như là chúng ta có bear resemblance to, lúc nãy có ghi không? Đúng ạ. Blessing in disguise, ghi chưa? Đấy. Hoặc là ví dụ như potential danh từ, ghi chưa? Đấy. Comes to terms with, ghi chưa? Đấy. Assimilate, đã nhớ chưa? Được chưa? Đấy. Tedious, necessities, stationary, frown, common sense, tất cả những cái mà cô đã chữa ở đây. Được chưa? Thì từ vựng này làm đề đây là gì? Coi live stream của cô. Coi live stream nhá. Đấy, coi live stream xong rồi là ghi từ vựng ra, học chính ở trong những cái từ vựng này thôi, không cần phải đi đâu xa, làm đúng trong cái này thôi. Đấy ạ, thì sẽ tăng cường được từ vựng rất là hiệu quả. Tiếp theo, về cái vấn đề làm đọc hiểu này ấy, thì không được lười nữa. Được chưa? Mà chúng ta sẽ phải lao vào mà làm. Ở VIP 90 chúng ta có hẳn nguyên cả 1 tháng, cô đã cày rất nhiều đọc hiểu cho các con rồi. Thì những bạn đó chúng ta sẽ, những bạn này này, làm đi làm lại. Làm đi làm lại các bài đọc hiểu nhá. Dịch đọc hiểu cho cô, dịch đọc hiểu. Dịch đọc hiểu. Được chưa? Dịch đọc hiểu đi, làm lại, dịch đi. Đấy, dịch đi nhá. Tiếp theo nữa, level tiếp theo nữa là dịch nhanh lên, dịch nhanh. Dịch chậm không ổn, muốn điểm cao không dịch chậm được. Đấy, thì cứ theo từng cái level này các con tiếp tục giúp cô. Là các con sẽ dần dần là lên 9 cộng. Đấy nhá. Và nhóm cuối cùng là nhóm 9 lên 10. Này, cái nhóm này thực ra học sinh của cô Phương cũng không ít đâu nha. Được chưa? Bây giờ muốn là lên 9.8, lên đến 10, đúng không ạ? Thì ở đây cái quan trọng nhất đó là cái người ta gọi là cái kỹ năng làm bài. Đấy ạ, cái skills. Cái kỹ năng làm bài vô cùng quan trọng. Cái này là các con cần có một cái gọi là cái phần luyện tập. Cần phải luyện tập nhiều nữa lên. Và tiếp theo nữa là trong quá trình tập luyện này, các con phải hình thành nên được cái kỹ năng. Được chưa? Kỹ năng làm bài. Đấy, nó tối ưu được, mình phải maximize được cái kỹ năng làm bài của mình. Những bạn mà được 10 so với những bạn được 9 ấy, thì đó là các bạn ấy tối đa hóa được kỹ năng làm bài của mình. Được chưa? Đấy, để các bạn ấy không có một chút sai ngu nào nữa. Không có một chút sai ngu nào. Được chưa? Khi mình tối đa hóa được kỹ năng làm bài là mình không còn sai ngu nữa. Và từ vựng của mình rất là nhiều rồi. Luyện tập nhiều nữa lên thì sẽ dần dần là sẽ lên được 10. Thế thôi, chấm hết ạ. Kết thúc chương trình tư vấn. Sau đây cô xin phép các con là cô đi ngủ nhá. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ sức để cày với các con trong cái giai đoạn cuối này của chúng ta, đúng không? Những bạn nào mà cần tư vấn thêm và đăng ký VIP 90 thì các con inbox giúp cô. Được chưa? Hôm nay cô đã chữa cho các con xong đề chuyên Hà Tĩnh. Hy vọng là các con thu được thêm kiến thức với phần này. Và cô sẽ còn hẹn gặp lại các con trong những tiết sau. Cô chúc các con sẽ thi đậu ở đại học ở ngay nguyện vọng 1. Luôn luôn thành công trong cuộc sống phía trước các con nhé.